Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm Tin Bóng Đá. Như vậy là vòng loại của vòng chung kết U17 châu Á 2024 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày hôm nay. Cụ thể thì vào 0 giờ 19 giờ ngày hôm nay 23 tháng 10, chủ nhà Việt Nam sẽ tiếp Kyrgyzstan. Và như thường lệ thì kênh Điểm Tin Bóng Đá sẽ cập nhật link xem trực tiếp gửi đến quý vị và các bạn trong phần mô tả cũng như phần top comment của video. Nếu quý vị và các bạn chúng ta quan tâm thì có thể đăng ký kênh sau đó thì quay trở lại 0 giờ thi đấu để cập nhật link xem sớm nhất. Không có đối thủ nào ở bảng đấu của Việt Nam bị coi là lót đường. Nhưng nếu so báo đũa để chọn cột cờ thì có thể coi Việt Nam lẫn Kyrgyzstan được đánh giá cao hơn so với Yemen và Myanmar. Đây cũng là hai đội được coi là đối trọng của nhau trong cuộc đua đến ngôi đầu bảng Y. Đây là bảng đấu khó nên cả hai đội đều có quá trình tập luyện chuẩn bị rất chu đáo. Để làm quen với phong cách chơi bóng của các đội ở Đông Nam Á tương tự như Việt Nam thì Kyrgyzstan đã có trận giao hữu với U17 Thái Lan hồi tháng 9 vừa qua. Và cũng để làm quen với điều kiện thời tiết cũng như là sân bãi ở Việt Nam thì đại diện của Trung Á đã đến Hà Nội cách đây 10 ngày và đã có trận giao hữu với U19 Hà Nội. Trận thua 2-3 này giúp ích cho họ rất nhiều cả về chuyên môn lẫn làm quen với nhịp sinh học, điều kiện thi đấu. Hay nói một cách khác, đội bóng này đã có sự chuẩn bị rất nghiêm túc và sẵn sàng cho trận quyết định với Việt Nam. Hẳn nhiên thì Việt Nam cũng có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Sau khi chia tay giải U16 Đông Nam Á 2024 với vị trí thứ tư, Việt Nam dưới trướng tân thuyền trưởng Cristiano Ronaldo đã có những sự chuẩn bị về nhân sự và đặc biệt được VFF tổ chức kế hoạch chuẩn bị rất chu đáo với đợt thi đấu giao hữu ở Trung Quốc và ở chuyến tập huấn tại Nhật. Trong đó thì Việt Nam để lại ấn tượng mạnh bằng 2 trận thắng trước Nhật Bản và Uzbekistan tại giải đấu ở Trung Quốc. Như đã đề cập, Kyrgyzstan là đối thủ đáng gờm nhất của Việt Nam trong cuộc đua đến ngôi đầu bảng Y. Ở tại cấp độ đội tuyển quốc gia, Kyrgyzstan được đánh giá nhỉnh hơn so với tuyển Việt Nam của chúng ta nếu so sánh trên vị trí bảng xếp hạng của FIFA, 106 so với 116 của tuyển Việt Nam. Nếu làm phép tính bắt cầu, Kyrgyzstan được đánh giá cao hơn chút đỉnh so với Việt Nam trong cuộc đua đến ngôi đầu bảng. Điểm mạnh của họ là thể hình tốt, nền tảng thể lực dẻo dai và lối chơi có tính kỷ luật khi tổ chức trận đấu hợp lý bằng việc giữ cự ly đội hình là khá hợp lý. Để mở rộng cánh cửa đến ngôi đầu, Việt Nam cần giành trọn vẹn 3 điểm trước đối thủ này. Họ được đánh giá cao hơn, nhưng nếu triển khai lối đá hiệu quả, đoàn quân của ông Roland hoàn toàn có thể nghĩ về một chiến thắng. Sân nhà và sự ủng hộ của khán giả nhà là một lợi thế. Quan trọng hơn, Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ có triển vọng như là Việt Anh, Việt Long, Văn Bách. Huấn luyện viên Roland ít nhiều đã thổi được luồng gió mới vào lối của Việt Nam. Vấn đề còn lại là bài toán về mặt tâm lý. Cụ thể, ban huấn luyện đội tuyển U17 cần có phương án đả thông tư tưởng giúp cho các cầu thủ giải tỏa áp lực để đôi chân được thanh thoát khi xung trận. Rất có thể là hai đội sẽ nhập cuộc với tư tưởng thăm dò lẫn nhau do chưa có nhiều thông tin về nhau. Dù vậy thì với những trận giao hữu vừa qua thì Kyrgyzstan cho thấy khả năng phòng ngự của họ là không mạnh. Vì thế mà Việt Nam cần phải tận dụng tốt khoảng trống này để có thể biến ưu thế sân nhà thành bàn thắng sớm để hướng đến một trận thắng. Chiều ngày 22 tháng 10, buổi họp báo trước trận đầu tiên ở bảng Y, trận đấu giữa Việt Nam và Kyrgyzstan cũng đã diễn ra với sự tham dự của 4 huấn luyện viên trưởng. Tại buổi họp báo trước trận, huấn luyện viên trưởng của phía Việt Nam, ông Cristiano Ronaldo khẳng định ông và học trò đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu. Bảng đấu thể hiện thách thức lớn, nhưng Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để đạt mục tiêu đề ra. Ông Ronaldo bày tỏ, chúng tôi có sự chuẩn bị với 2 đợt tập trung ở Trung Quốc và Nhật Bản. Được VFF tạo điều kiện tối đa, chúng tôi có cơ hội chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu này. Đây không phải là bảng đấu dễ dàng, các thách thức rất khó khăn, nhưng đội tuyển U17 Việt Nam sẽ thi đấu hết mình. Theo chiến lược gia người Brazil thì đây là bảng đấu khó, không có sự khác biệt về chất lượng của các đội bóng. Việt Nam cần làm hết khả năng của mình mới có thể có hy vọng đi tiếp. Bản thân ông có nhiều động lực để giúp cho học trò tiến bộ. Đánh giá về đối thủ, huấn luyện viên của Kyrgyzstan, ông Igor Nikitin cho rằng Việt Nam có lợi thế lớn không chỉ điều kiện sân bãi, khán giả. Kyrgyzstan tôn trọng mọi đối thủ ở bảng đấu này. Chúng tôi sẽ quyết tâm giành kết quả tốt nhất. Lứa U17 là kết quả khó đoán, có nhiều yếu tố ảnh hưởng như là tâm lý, các điều kiện bên ngoài. Vì vậy mà chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.